Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thầm giả đứng bên đây đi. Không quen đứng bên góc nữa. Ok thầy. Phải đẹp nha, lâu lâu anh chụp. Ok, hello, mình là Nam Ngô đây. Chúng ta đang đứng giữa một cái không khí nó rất là sôi động ha. Hôm nay là ngày ốp Ball Python ha, VN Ball Python ở quán Best Coffee Garden của anh Hòa Dương ha. Rất là đông vui luôn. Anh em ngày càng đầu tư rất là bài bản ha. Hôm nay mình tới offline cũng được anh em admin ban tổ chức tặng cho cái áo có phiếu rút thăm trúng thưởng nữa. 64 bù trình. Ok mọi người. Cái chất lượng của những workshop á ngày càng được nâng cao hơn ha. Mọi người đầu tư về mặt background rồi những cái chuồng để mà trưng bày nè, các bạn có thể nhìn vô đây sẽ thấy ha. Đây là những cái áo của hội, những cái áo này có bán luôn đúng không em? Dạ đúng rồi. Mấy áo này có bán, bạn nào mà muốn sở hữu sưu tầm những cái mẫu áo này á thì có thể liên hệ với lại Dương ha. Hoặc có thể comment ở dưới cái bài đăng đi, mình giới thiệu qua cho, bắt số điện thoại qua cho. Đó, đây là những bạn Ball Python ha. Em bạn này. Ô con này con gì màu lão á ta? Dạ Ivory á. Ivory à. Super Yellow Belly. Super Yellow Belly ha. Em rảnh không? Em đi với anh tour đi, em giới thiệu sơ vòng cái được không? Ok được. Ok. À, để có dành bì tới ha. Thu cuối. Rồi ok, để mọi người tiếp khách một cái, mình đi sơ sơ xem, mình sẽ nhờ Dương giới thiệu cho mọi người. Em bi. Ok bi. Mấy cái này là phần thưởng hôm nay á. Ồ. Oh, đây là phần thưởng của ngày hôm nay nha các bạn. Đây rút thăm cái này là sẽ được thưởng một trong các ba bé này hả? Và áo hả? Ba ơi, áo này á là nó không phải áo không mày đâu. Tí nữa em sẽ bật mí cho anh Nam trước điều đặc biệt. À. Là sẽ có chữ ký của các celeb chơi. Wow. Và trong đó có một cái áo là sẽ là chữ ký của các anh em admin, và cái phần thưởng đó sẽ được nhận một con bon vào nguồn sinh sản năm sau của anh em admin, tất cả các dàn bon năm sau em sẽ sinh sản ra. Wow, có nghĩa là một cái áo này sẽ được tặng một tụi em sẽ ký đó, tất cả admin sẽ ký lên và vào nguồn sinh sản năm sau, tất cả bon nào của anh em admin sinh sản ra các bạn được chịu chơi quá các bạn, quá chịu chơi luôn. Sẽ được tặng một em mà của các admin làm ra luôn. Lựa luôn hả? Lựa luôn. Muốn lựa con nào lựa luôn. Trời, vậy là mình phải gán trúng mới được. Quá dữ luôn. Này Albino. Này Moses hả? Dạ, cái này là Ivory. 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 À Ivory. Ivory là ngà voi hả? Cái này là pastel. Cái này là pastel firefly, có nghĩa là pastel cái này em chỉ và anh, cái này là pastel firefly có nghĩa là pastel fire. Pastel fire à, gen nó cũng nhức đầu luôn á, đọc là phải lẫn lộn á. Cái này Ivory nhưng mà nó là super yellow belly. Super yellow belly thì nó là nguyên liệu làm gì em? Cái yellow belly á, nó chỉ là cái đen trội thôi, nhưng mà nó là nguyên liệu cho lao và cho fire đồ rất là phù. Cho lao, cho bay đồ, nói chung là nó là một nguyên liệu cơ bản mà gần như các mớp đều cần hết. À ok em, đây các bạn, đây là anh Hòa Dương ha, chủ quán cà phê mình ở đây đã coi như là rất là nhiệt tình trong việc tổ chức cho anh em, tạo điều kiện tổ chức cho anh em những cái buổi đó này. Anh kêu anh Hòa đã ủng hộ chơi nha anh Hòa, anh muốn chơi luôn mà nó không có. Ok, đây là Phong Phúc Võ ha, cũng là một Redder về chăn cũng như là iguana cũng rất là dữ dằn ha. Em lại tạo được những con gì smoke ha, spy smoke rồi bên không, anh thấy con bay chứ bài. Con bay mà nó màu nó hơi lật lật khói đúng không? Cái đó dòng chăn đất hả? Dạ, nó cành đầu biến giống như là của bon vậy đó. Rồi nó y vậy nè. Dạ. Nó anh thấy nó màu bật lật lật đẹp lắm. Dạ. Cái đó mình làm mỗi năm làm được nhiều không em? Alo, các bạn ơi, các bạn ơi, phiếu bóng thăm đầy đủ hết chưa ạ? À? Phần thưởng hôm nay Bi nói là rất là lớn nha. Mọi người nhận thăm ở phía ngoài nha. Ở ngoài bàn của bác, mọi người nhớ lấy thăm đầy đủ đó, tí nữa ai mà không trúng thì... Bi nói lớn quá, ok các bạn đây. Đây là những cái hộp để mà trưng bày ha, rất là đẹp luôn.
các bạn đi tham dự ốp thì mình lấy có thể mua nước bên ngoài, hoặc bên này ban tổ chức cũng hỗ trợ nước cho các anh em nha. Thì các bạn lên đây có thể lấy nước lọc hoặc là qua bên kia để mua nước ở bên quán. Thì tất cả nước hôm nay đều có logo, trên ly đều có logo của VN Bon Python. Ok, mình đợi ban tổ chức giới thiệu cái mình nói tiếp ha. Đây các bạn, trên những cái hộp này đều có những cái tên, cái dòng, cái kiểu gen cũng bé, dụ như này là pastel DG Hello nè, đó này DG Hello nè, rất là nhiều ha. Đây là vàng của admin á. Vàng này là của admin hả? Đúng rồi, vàng này là tiền thô là của admin. Bi giới thiệu mạnh cái, bi giới thiệu cho mọi người hiểu rõ hơn về mấy cái dòng này. Ví dụ như là pastel này, yellow bell hả? Yellow belly đó anh, là yellow cái nó là nguyên liệu của cái con này nè, nó là yellow belly nhưng mà nó ra vô bay thì nó ra cái kiểu hình nó sẽ thay đổi nè. Thì nó bắt đầu yellow belly pie, nhưng mà cái con này thì là ray AA cộng, nó là giống như là gọi là trong ego, nó giống như là cái con mà đẹp nhất trong bầy super vậy đó. À, đẹp nhất trong bầy super. Nên anh nhìn nó là cam. Đúng rồi, cam. Cam mà bông cũng đẹp nữa. Hàng của mình nói vậy. Cái này mà quá chứ. Thầy cô đó phải cái con này của em. Phải quảng cáo chứ. Này là cái gì? Con này là Audi là Orange Rim á anh. Orange Rim Firefly, thì nãy em nói Firefly là viết tắt của Battlefly. Battlefly. Yeah. Thì đó, nhiều khi cái tên của mập bon nó quá dài thì mọi người sẽ có những cái tên viết tắt để cho nó ngắn gọn hơn. Hồi đó anh cũng có nghiên cứu cái này mà giờ anh quên hết trơn. Cái này nó nhiều lắm. Anh phải chơi từ từ á. Đúng rồi. Chơi từ từ phải nghiền ngẫm, đọc tới đọc lui. Từ từ nó mới hết lộn được nè. Giống như anh thấy những người mới chơi ta sẽ thích những con này mà những người chơi lâu người ta sẽ thích những con này. Tại đây là nguyên liệu làm ra hàng dữ hơn đúng không? Đây là hàng dữ luôn rồi, không có nguyên liệu luôn, đây là hàng đỉnh luôn rồi. Hàng đỉnh luôn rồi hả? À, tất cả ở đây là gần như là hàng hết, là có dùng là hàng khoái hết hoặc là hàng đen lặng hết. À, đen lặng hết. Ở đây toàn đa số là đen lặng hết, ở cái những cái hàng trên này. Giống con này là hai lặng rồi. Hai lặng là cloud bay, con này cực kỳ là khó làm luôn. Cực kỳ khó làm cloud bay. Có anh em nào làm dòng panda chưa ta? Panda thì không thích, tại vì nó là super lắc teo vậy, người ta không thích lắm á. Không thích nhưng mà tại vì nó hơi đơn mà anh em mà không thích đó. Anh em không có đi theo cái line đó. Anh em giờ thích đi lặng mà nhiều, hai trên lặng, ba trên lặng. À, coi như kẹt trọng gen vô càng nhiều càng tốt đúng không? Cũng như những người chơi màu, những con này nó không có giá trị bằng những con này. Nhưng mà anh thấy cái màu sắc không? Đúng rồi, nó nét hơn. Giới thiệu cho anh Nam đây, Redder này là từ Mỹ về, là có nguyên một tác HD Bond Redder là ở trên M Market luôn. Ồ, này này là Nhật Thùy đúng không? Dạ, anh em mình nói chuyện nhau mấy lần rồi. Dạ. Em lúc trước hình như cũng chơi mèo. Đấy, chơi mèo, chơi gấu mèo, chơi chung với ngoại hồi xưa luôn. Đúng rồi, giống mèo. Xong rồi sau thời gian á em đi qua nước ngoài thì em không chơi mấy con đó nữa, em bán lại mấy con đó. Thì qua bên Mỹ thì em có đầu tư vô mấy combo Python này, thì em phát triển bên đó. Thì bên đó có một cái trại thì khoảng cái trại khoảng 200 con về chuyên về bo Python, về dòng bay và sao. Thì đó là em chơi cái này từ đầu năm 2019. Thì cuối năm 2019 thì em mở một cái shop ở trên Mod Market, đó là một cái trang bán bò sát của thế giới. Vinh ơi, Vinh vui lòng mời sân khấu Vinh. Và châu Âu. Vinh Trịnh Nam Thành á. Anh em ở Việt Nam mình cũng mua mấy con đó từ Mod Market về Việt Nam mình nhiều, giống như là mấy con này và mấy con này cũng từ Mod Market về. Tuyệt vời quá em. Có nghĩa là qua bển mình mở được cái shop mình lên mắc kịp trên đó luôn hả? Có cái farm bên đó luôn hả? Có cái farm bên đó luôn. Tuyệt vời quá em. Anh nhớ anh em mình cũng có nhiều cái buổi trò chuyện nha. Như có một lần em hỏi anh con gì ta, cô rồ cái đúng không ta? Cô rồ cái rồi có Blue Cayman cũng hỏi anh. Lâu lắm rồi. Lúc trước em là Thùy đúng không? Huy là lúc trước cũng có chơi Iguana các bạn. Mà cũng là một trong những người mà chịu đầu tư nhất, những cái con mà xịn sò nhất, quý hiếm nhất là Huy sưu tầm đầu tiên luôn á. Ok. Rồi mèo server giống như là Caracol. Caracol luôn, đầy đủ luôn, quá tuyệt vời luôn. Em mới về Việt Nam luôn. Em mới về được tháng rưỡi. Về là chủ yếu cho cái buổi ốp ngày hôm nay. Dạ, và thì đúng rồi, về chủ yếu là cho cái buổi ốp này và xong. Em dự định là em về luôn nhưng mà chưa có biết để coi tình hình như thế nào. Và em muốn phát triển cái bô này ở Việt Nam. Hay quá em. Em là cậu nói bên Mỹ luôn. Sau này anh em mà muốn tìm gen, tìm đồ là
là sẽ thuận lợi hơn đó, có đầu cầu bên đó. Hình như anh nhớ em là hai anh em sinh đôi mà. Hai anh em sinh đôi mà có em chơi thôi. Có em chơi thôi. Em chơi thôi. Em là em hay là anh? À, là anh. Anh hả? Hai anh em sinh đôi luôn, bạn đẹp trai. Rất là đẹp trai phong độ luôn. Thank you em rất là nhiều ha. Rồi. Ok, chúng ta sẽ đi tham quan tiếp ha các bạn ha. Cái chất lượng á, cái chất lượng và cái tư duy tổ chức với những cái buổi ốp, những cái buổi trưng bày của những anh em á là mình thấy ngày càng nâng cao luôn, rất là vui luôn các bạn, rất là vui cái điều đó luôn. Thật ra ngày xưa mọi thứ nó đơn giản hơn, mọi người đơn giản là đi uống cà phê thôi, cũng không có chú ý tới vấn đề gọi là thậm chí là cái nhỏ nhất là từ cái trang phục rồi đi vô cái buổi ốp. Thì lúc đó ban tổ chức rồi cũng chưa có kinh nghiệm, chưa có tổ chức được gọi là chỉnh chu, rồi có những cái đó, những cái show ra như thế này cho cái người tham quan á, ví dụ mình còn biết sơ sơ ha, có những người ta chưa biết gì hết, người ta muốn đi vô tham quan á thì lúc trước là sử dụng mấy cái thùng nhựa đồ á, đậy nắp rồi lại nhìn nó khá là chán. Thì cái người mới á, nhiều khi người ta muốn coi cho nó rõ thì người ta cũng ngại hỏi nữa. Thì sau này á, anh em admin đồ á đầu tư về mặt chất xám rồi kinh phí để tổ chức, để làm các bạn ơi còn 10 phút nữa là trưng bày để cho mọi người vô đây có thể tham quan thoải mái ha, và có đầy đủ thông tin cho những người mới mua chơi luôn. Đầy đủ chưa, hôm nay mệt lắm đó. Đó, ví dụ chúng ta nhìn vô bé này ha, một người mới chơi hoàn toàn. Hôm nay các bạn sẽ được giao lưu với cái mập á, mập này là cái tên của dòng đột biến. Ví dụ như con bé này chúng ta đọc vô chúng ta có thể biết bé này mập là albino ha, có cả cái gọi là cái gì quên này, cái này gọi là cái gì này phải gọi mã bạch gọi là gì, có mã QR, có mã QR luôn đó, mọi người có thể sử dụng điện thoại check vô đây là check được cái tên mập luôn đó, rất là công phu chú đáo luôn. Ồ, cái bé này đẹp quá nè, flex flex battle cardino đó, chúng ta đọc vô là chúng ta có thể thấy luôn ha. Cái này tất cả cái dàn trưng bày trên đây á, là những cái bé mọt rất là cao, rất là chất lượng của những anh em admin ha. Cái này ở đây là những cái con giống luôn á, bé này là albino pie nè, đã có dịp mình có dịp giới thiệu với các bạn rồi ha. Cái này là leo albino đó, rất là đẹp. Cái này là best pastel gì đó, champagne gì đó, hennia. Hồi xưa mình có mình cũng nghiên cứu mấy này ghiền đó các bạn, nhưng mà lâu quá quên, tại vì cái mập của Paul Python nó rất là nhiều luôn đó, và nó đã được người ta khai thác rất là nhiều và rất là nhiều kiểu gen đó. Thì nếu mà chúng ta mà không có liên tục làm việc với nó là chúng ta sẽ quên tên, tại vì mỗi một cái kiểu gen á nó sẽ quy định một cái màu sắc nè, rồi có thể là cái hoa văn nè, rồi có những cái chi tiết nhỏ để nó phân biệt từng dòng khác nhau đó. Nếu mà chúng ta không có liên tục tìm hiểu, liên tục cập nhật thông tin á là chúng ta sẽ bị quên đó. Leo bán bát leo nhiều tên quá quên luôn đó. Cái này cũng đẹp rồi, rất là nhiều màu lạ ha các bạn ha. Bé này mình từng có giới thiệu đó là chăn hoàng gia đó các bạn. Bữa mình mới đọc thêm một cái thông tin đó là gọi là chăn hoàng gia bởi vì gì ta, nữ hoàng Ai Cập đó ta đã từng đeo nó trên cổ rồi, cho nên là nó được mệnh danh là chăn hoàng gia ha, Royal Python. Quá đẹp luôn. Có một bé này to nè, một bé albino spider. Cái này nữa bạn, cái 1.0 nè, rồi 0.1 nè. Cái này đó các bạn biết là cái gì ha, cái này tượng trưng cho là giới tính đó. Thì hình như 1.0 này là số 1 nằm đằng trước là con đực, số 1 đằng sau là con cái. Cái số 0 chấm giữa ha, ví dụ số đằng phía bên trái này là đực, còn bên này là cái. Không biết phải không, tôi hỏi lại anh em admin coi nhớ đó là vậy. Cái 1.0 là đực đúng không? 1.0 là quy tắc đó là cái số đầu là đực, cái số thứ hai là cái, nhưng mà anh xét thì nó thể cho là 0, 0,
cái gì đó, tức là nó giới thiệu về cái sự anh xét chưa con đó chưa rõ lắm hả, người ta hỏi tới đây là không không và số lượng ở phía sau không không ba tức là ba con mà chưa xác định giới tính người ta có nói nhớ cũng chính xác chút xíu, ví dụ như 1.0 tức là có một con đực, hoặc là 3.0 thì có ba con đực, hoặc là 0.3 là ba cái, ví dụ 3.3 tức là có ba được ba cái, đó có nghĩa là trên cái market, cái thị trường ở trên mạng người ta sẽ để như vậy, những cái trader người ta để như vậy, ví dụ mình là người mua hàng mình nhìn vô mình sẽ biết là có bao nhiêu đực, bao nhiêu cái và mình muốn mua đực cái sao mình sẽ chọn vô. Thứ hai là phía là số lượng, thứ hai là tính trạng đực cái của cái con. Rất là hay luôn các bạn, có nghĩa là nhìn vô là biết rồi đó. Ok, thank you Trung, quá tuyệt vời luôn. Dạ hello em. Có một miếng da của bé nó lột nè, còn sót lại nè. Đây mình sẽ cho các bạn coi da chân nó lột như thế nào ha, thân rắn giống nhau. Ồ, bé này bự à, bé này chắc cũng phải cái này là của con này. Này mới lột ra mới lột luôn các bạn. Chăn á, chăn rắn khi mà nó lột da là nó lột nguyên một cái áo luôn ha, nguyên một cái lớp áo luôn đó. Khó lấy ra quá, nó dính. Thì con chăn á khi mà nó lột da đó các bạn, mắt nó sẽ mờ, mắt nó sẽ bị đục ha, nó lột là nó lột luôn cái phần mắt đó luôn. Và khi nó lột da là nó sẽ thụ động hơn, nó nằm yên, nó lột xong thì là sẽ nó bắt đầu nó hoạt động lại bình thường. Khó lột quá bạn, nhưng mà nguyên bộ da của bé này nè, đây là bộ da của bé này ha, ở trong này nè chúng ta thấy cái sắc tố màu á, sắc tố màu là nó nằm ở trong cái cơ thể nó nổi lên, còn cái lớp da bên ngoài á gần như là nó trong suốt, nó chỉ có những cái lớp vảy như thế này thôi. Độc đáo chưa, nè ở bên nước ngoài á nhiều khi là xuống mang đôi giày á, xỏ chân vô thấy nguyên cục da này, biết con ra con rắn nào, con chăn hôm qua nó mới nằm trong đây nó lột da ha. Hơi thơm thơm bé nó ị. Ok các bạn, cho các bạn coi một con ốc khổng lồ luôn, mình mới thấy luôn. Đây là những bé ốc gì ta, này ốc gì ta, Cardinal Spider hả? Không biết thùng này phải nó không hay thùng này thùng nhện? Nó luôn á hả? Này là Cardinal Spider hả? Này thùng nhện nè. Đây là của mấy con chăn. Con chăn mà. Ôi các bạn, coi con ốc trên nó thụt cái đồ lòi cái đầu ra, mình mới đụng cái nó thúc cái đầu vô à. Nè coi nè. Rồi lần đầu tiên nó rút cái đầu vô kìa, rút hai con mắt nó vô kìa. Lần đầu tiên gặp được một con ốc quá bự như vậy luôn. Rồi bên đây là vẫn là những bạn bone bay thành ha, nhưng mà gì đó Thai baby, và ở trên đây có niêm yết cái giá trị để cho chúng ta hiểu cái giá trị của từng loại với nhau ha. Đó. Highway female nè, female là con cái ha, 12 củ lesser five, orange dream 9 củ, này là gì, orange dream super pastel 5, 10, pastel champion male 3. Đối với con bone python này, con cái nó sẽ có giá trị hơn là con đực ha các bạn ha. Đó. Đa số những cái dòng đột biến á, chơi con cái đều có giá trị hơn con đực hết. Cardinal male 4 nè, như các bạn thấy nè, male chỉ có 4 thôi, bên này male chỉ có 4 thôi, male này có 3 nè, này female tới 12 nè. Tất nhiên là mỗi cái mọt khác nhau thì nó sẽ có cái giá trị khác nhau, tuy nhiên là con cái nó sẽ mắc hơn con đực, có giá trị hơn con đực. Đây là pastel ivory female 6 củ, 6 albino female 5. Ở trong này còn rất là nhiều bé ốc nè, để mình lần đầu tiên mình thấy những bé bự vậy luôn á. Ôi bự chưa các bạn, quá bự luôn,
bạn nào bạn nấy quá bự luôn. Này luôn. Này là những cái vớn tạo độ ẩm cho tụi nó ha. Nó cần ẩm. Mấy cái râu này mình đụng vô cái nó thù lại, yếu rút lại kìa. Nhớt nhớt ha các bạn ha. Trời ơi. Trắng tinh. Nhớt nhớt, ốc này nó nhớt nhớt các bạn. Công nhận bộ môn nào cũng có thể chơi được ha các bạn ha. Cũng có thể tìm hiểu. Chúng ta chơi mà với một cái tinh thần học hỏi á, tìm hiểu về cái hoạt động sống, cái cách sinh tồn của nó, rồi cái nguồn thức ăn, đồ môi trường, các thứ thì chúng ta cũng học được rất là nhiều trong cuộc sống ha. Chơi với một cái tâm thái là học hỏi đó, rất là hay luôn. Giống loài nào nó cũng có những cái điểm mạnh, điểm hay của nó đó. Ok. Rồi ok, mình sẽ tạm ngưng nói ở đây. Mời mọi người tham quan khu vực xung quanh ha. Một lát chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đi giao lưu những anh em đi ốp ha. Bé này của em á em. Bé của em hả, em tên gì? Em là Thủy Anh. Em giới thiệu với mọi người chút xíu về cái đam mê của mình đi. Ôi. Này hết pin rồi. Ok. Rồi. Bé này là dòng gì em, rồi đam mê nào mà đưa em đến với bộ môn bò sát không chân này? Em là em từ bé là em thích xem động vật này rồi, nhưng mà bố mẹ thì chỉ cho nuôi mấy con bò sát mà nó hiền hiền dễ thương một chút, nên là lúc mà ví dụ là con gì? Con rùa anh ạ. À rùa con là rùa. Nuôi từ bé rồi hả? Rùa là em nuôi từ bé rồi, bây giờ vẫn đang nuôi mấy con common Ali ở nhà. À em thích rùa nước hả? Vâng. À, còn thật ra là em thích tất cả bọn bò sát nuôi chung, nhưng mà bố mẹ thì không cho nuôi được. Bây giờ đi học thì mới được nuôi. À. Đi học thì đi ở riêng thì mới nuôi mấy con chăn lên như này. Hót ly ra để nuôi hả? Ok, bé này em nuôi bao lâu rồi em? Em nuôi được 2 năm rồi anh ạ. 2 năm rồi, nuôi từ size baby luôn ha. Vâng. Cái này là dòng gì ta? Hai bô hả? À, đấy, hai bô. Hai bô. Mấy này là mỗi ngày một tuần em cho ăn mấy lần? Tuần em cho ăn một lần. Tuần ăn một lần thôi ha. Vâng. Size lớn này. Bé này cũng ngoan quá ha. Dạ. Cái này em nuôi em thả rông. Thả rông luôn. Thả trong phòng nó quen em luôn rồi. Ồ, không có chuồng gì hết. Thả rông luôn. À có chuồng, nhưng mà lúc nào cho ăn thì mới cho vào chuồng thôi, còn bình thường. Bình thường là cứ cho bò vòng vòng với đâu chơi vâng, đi. Vâng, vâng. Okay. Nó quen hơi em rồi. Rồi. Ok, thank you em nhiều. Rất là dễ thương luôn. Bé nó ngoan quá, thank you em. Ok các bạn, bây giờ chúng ta đi vô sâu bên trong sân khấu ha. Trên đường đi sẽ coi có bạn bét nào chúng ta sẽ ẩm lên chơi. Trên sân khấu đang có chương trình nha. Ngồi full hết luôn, ngồi rất là đông luôn. Hello em. Này là bạn bạn bóng tâm. Hồi nãy có phần quà là áo với lại mấy bé bom đó. Và được cái gì đó. Nếu mà ai trúng là vô mùa tới là được chọn một bé mà Blackder admin làm ra luôn hả? Hay quá. Số bóng thăm nha các bạn. Ở bên này có mấy bé bồn nữa nè. Ồ có con tắc kè gì mà đuôi của em á hả? Cái này là giọng gì em? Giọng mình gọi là tắc kè nuôi núm của bên Úc á anh. Tắc kè nuôi núm, đuôi núm mà. Nó gọi là nóp theo gecko. Ôi. Cái đuôi nó giống giống con xì bích nè. Đó, đuôi nó là cục cục vậy đó. Giống như cái tim vậy các bạn. Đúng rồi. Con này nó một nó đỏ, đó là mình red line lên đó anh. Mình chọn những con đỏ mình line với nhau. Ôi cái mặt của nó, con mắt nó đẹp quá ta. Nó dễ thương. Con mắt nó bự. Dễ chăm không em? Nó khó chăm hơn tụi Lebadenco. Nó khó chăm ở cái độ nhiệt độ, cái môi trường sống hay là cái thức ăn hay là cái gì? Nó sẽ khó ăn hơn tụi kia. Giống như con này là em phải đút ăn. À. Có hôm không ăn là phải nhét nó ăn. À. Còn môi trường sống của nó là anh phải lót cát. Lót cát. Và cái cát anh phải sạch, phải vệ sinh. Cái này xuất xứ nó đâu em? Bình Úc anh. Úc. Và nó ăn là ăn côn trùng. Ăn dế. Dế. Dế và sâu, mà chủ yếu là cũng là dế. Dế. Mà cái khó ăn là do cái đặc tính của nó hay là nó chưa thích nghi hay là sao? Em nghĩ là do nó chưa thích nghi với cái môi trường ở Việt Nam, và giống
như là mình nuôi chưa có đúng cách lắm á, còn đang gọi là nghiên cứu thêm, chưa có xét đúng cái nhiệt độ đồ này nọ, cho nên là hay sao đó, do cái có thể là do độ ẩm bên Sài Gòn mình nó ẩm quá hơn. Nhất là bắt đầu mùa mưa này nè. Đúng rồi, ẩm quá. Cho nên là tụi nó sẽ hơi kén ăn. Cái này là mình vẫn đang tìm hiểu rồi đúng không? Đang tìm hiểu về cách chăm sóc đồ này nọ rồi đúng không? Em nuôi sinh sản được 2 năm rồi. Ôi, sinh sản được 2 năm rồi hả? Trong quá trình gọi là tìm hiểu. Hay quá ta. Hiểu hết cái tập tính của nó. Cái này cái sức đẻ của nó giống như LG không ta? Đẻ nhiều. Sẽ tùy con, anh có con thì nó đẻ cũng được 10 đến 12 trứng, nó cũng đẻ một đợt, hai trứng một đợt như con LG bình thường. Cái đuôi nó độc không bạn? Đuôi dễ thương. Cái dòng này nó có rất là nhiều dòng, rất là nhiều mọc luôn, nhất là nó nhiều nhánh anh. Đây là một trong những cái nhánh đó, và nhánh này có nhiều mọc nhất. Còn nhiều nhánh thì nó chỉ có một mọc thôi, nó chưa có albino luôn, dạ. Còn cả một cái kho tàng đằng sau chờ chúng mình khám phá luôn đúng không? Quá hay, anh thích chơi mấy con mà nó mới mình khám phá mới đã. Con này má xài nó nhiều em hay vậy? Má xài má xài nó là con đực anh. Con đực. Con này gần 2 tuổi rồi. 2 tuổi hả? Gần 2 tuổi rồi, nó mắt đã gọi là trưởng thành rồi. Con cái thì nó to gấp đôi nó. Con cái thì được cỡ 20 mấy 30 gram. Còn con đực trưởng thành thì cỡ 15 gram. 15 gram thôi. Cỡ con này. Anh coi con đực là ở đây nó sẽ lòi ra hai cái bì nè. Là ở đây sẽ lòi ra hai cái bì. Còn con cái thì nó không có. Cái đuôi nó giống như nó mềm, nó tách thẳng ra cái người luôn các bạn. Dạ. Rồi vỗ da đã ra. Trên cái mình nó có hơi lông lông nhẹ nhẹ ha. Rồi trên này nó loại này nó chia làm hai cái, một loại này là gọi là gai nhẹ, gọi là mình nó hơi sừng thôi. Còn một cái thì nó gai, cái nó sẽ cứng hơn. Giống như là nó dày hơn. Đi luôn, giống nó giống như cái vỏ trái dại á. Có hơi hộp vậy luôn á. Đúng rồi. Nó chia làm hai nhánh, nhánh gai mềm rồi nhánh gai kia. Mỗi nhánh thì nó có nhiều dòng nữa, nó chia nhiều lắm. Hay quá các bạn. Mình nói chơi nào cũng vậy, chơi với tinh thần mà học hỏi á thì nó rất là hay luôn. Tại vì chúng ta sẽ biết được từng giống loài nó cần cái nhu cầu gì, ăn uống như thế nào, đó, nhịp sinh học nó như thế nào. Đó, chúng ta sẽ cho nó phát triển thật là tốt luôn. Quá hay luôn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ, cảm ơn. Hy vọng là sân chơi của mình sẽ ngày càng có nhiều bạn có cái óc tò mò, cũng như là cái tính khám phá, cũng như nhiều kiến thức hơn để mang đến cho người xem, cũng như là người chơi có nhiều kiến thức thú vị hơn. Cát này mình xài cát gì em? Dạ, cát chuyên dụng dành cho tụi nó. Nhưng mà cái này em lấy cát bụi né về em sơ chế lại, em rửa sạch lại, phơi nắng lại rồi em dùng thôi. Cát bụi né trên đồi cát mà bụi né cũng hay chứ, cái nào mà ở đây mình có sẵn thì mình tận dụng được. Hơi đâu mua mất tiền. Ôi bóp vô cục tức. Ok các bạn, mình tưởng cục này cục gì bóp lên thì nó là cục cứt nó, nhưng mà gì đó nó dính cát rồi cũng sạch sẽ à. Ok, thank you em nhiều. Không có hẹn đâu, ok, thank you em. Này cà bưởi xít của Mê Linh ha. Đây, anh em cần thì liên hệ ha. Số điện thoại Hồ Chí Minh. Ok. Rồi, thank you em. Anh sẽ lưu lại. Cái hồ cá của anh Hòa rất là đẹp ha. Lâu lâu lên ngắm lại mê quá. Đi vòng vòng lấy đồ á, đi làm chuyện rách hết rồi. Cá kia bữa nó là cá bò phải không ta? Cá bò bự khủng khiếp. Cái này là toàn từ Cần Thơ lên. Anh em đi từ Cần Thơ lên chơi. Cho bạn nhỏ này đi luôn. Bạn nhỏ này là của Quân. Bạn nhỏ này của Quân hả? Nhỏ này của Quân á. Rất vui vì lên được tới đây gặp và giao lưu cùng anh. Ok em, anh em mình gặp nhau. Anh đi đâu á? Đứng đây. Đây là anh Huy hả bạn ha. Admin của Alphabet ai cũng biết anh rồi. Anh Bảy. Anh Bảy. Hôm nay á anh em Enbon có kết nối được với lại Danh Bi ha, ca sĩ Thu Cuối. Hôm qua có gì Mr. T rồi thấy mấy anh em đi chơi rồi này nọ rất là đông vui. Chắc lát có tiết mục văn nghệ cũng hấp dẫn. Dạ một lát sẽ có tiết mục văn nghệ.
ở trên kia thì Quốc Anh, mọi người cũng đã biết Quốc Anh qua những cái clip mình giới thiệu bữa đi chơi với các bạn nhỏ rồi. Quốc Anh sẽ biểu diễn ảo thuật phục vụ cho các bạn nhỏ trên kia, đang biểu diễn. Từ đây tiến lên sân khấu thì rất là đông luôn các bạn ha. Chút xíu là có Giết Mồ, Mr. T, là Danh Bi. Danh Bi. Anh Ray nữa hả? Anh như có anh Ray nữa. Rồi ai qua Mr. T, Lion nó sư tử á. À Giết Mồ. Còn ai nữa? Con bé gì đó, bé gì bên Đông Nhi á. Bé nhóm gì nói á hả? Chưa biết chưa. Có một số nữa. Có bé Nam Ngô hát nữa. Có. Là anh Nam. Hello anh. Đông quá, quá sôi động luôn. Bon. Rồi, Quốc Anh hôm nay hóa thân thành thành người gì? Con thích con gì? Con nói để chúng anh làm cho. Amazon. Con tăng nào gì? Rất là đông các bạn trẻ luôn. Lát mình sẽ ngồi trên cái bàn khách mời bên kia các bạn. Đó. Anh em khách mời ở đó, đeo mắt kiếng là Danh Bi ha. Ê, nãy giờ chưa gặp bạn Lạc Đà, giờ dẫn qua đây gặp bạn Lạc Đà cái. Ôi giời. Làm hết hồn của anh. Ok, hôm nay chúng ta sẽ không có vô chuồng chơi ha. Mà hôm nay chúng ta đứng ngắm từ xa thôi. À. Anh cũng đang coi, ảo thuật kìa. Nó đang coi Quốc Anh diễn ảo thuật kìa. Thì hôm nay anh em của VN Quang Mai Thịnh ban tổ chức thì cũng cảm ơn, chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa. Thì trước tiên thì cho Vy xin phép giới thiệu thành phần anh em mặc min của bọn mình là những người đã tiêu lên các VN Quang Mai Thịnh như ngày hôm nay. Thì cái lần ốp này đó là lần ốp thứ hai, nhưng mà cái lần ốp đầu tiên thì có nghĩa là anh em chỉ mới khởi đầu. Thì hôm nay tổ chức được cái buổi tiệc như hôm nay thì mình sẽ giới thiệu, các bạn chịu đó sẽ mình giới thiệu một vài anh em để cho mọi người biết được, và sau này muốn liên hệ contact các anh em để tìm hiểu về Bon. Thì đầu tiên thì Vy xin giới thiệu người đầu tiên của VN Bon, đó chính là bạn Liêm. Các bạn biết Liêm không ạ? Thì Liêm là chia về mặt hình ảnh. Liêm thì đã trước đây đã công tác và làm việc chụp hình rồi cho nhiều, nhưng mà thật là may mắn team đã đồng ý gia nhập vô cái team admin, và bây giờ Liêm là người chính thức của team VN Quang Mai Thịnh. Người thứ hai mà Vy muốn giới thiệu là tí nữa các bạn sẽ được chia sẻ giao lưu nếu mà đam mê Bon. Và đây là một chàng trai rất là trẻ, bạn ấy chơi Bon từ rất rất nhỏ, và cái bạn ấy đã là một rapper ở Mỹ, và may mắn hôm nay bạn đó về cũng là một thành viên của VN Quang Mai Thịnh. Các bạn có biết không? Các bạn không ạ? Mình sẽ giới thiệu Huy. Huy ra đây nha. Thầy xin giới thiệu với các bạn luôn là Huy tuy trẻ, Huy sinh năm 2002, nhưng mà Huy đã là một rapper và có một store ở trên trang Mọt Mắt Kịp, là một cái e-commerce được uy tín hàng đầu về buôn bán bò sát ở trên toàn thế giới. Và sau này các bạn có cần tìm hiểu gì thì cứ liên hệ với Huy ha. Thì trong nhóm thì Bi cũng đã giới thiệu Huy nhiều rồi, nhưng mà nhiều khi các bạn không để ý thì Huy rất là ngay, các bạn sẽ được chia sẻ với Huy. Người thứ ba, nói ít mà làm nhiều, xin giới thiệu Quân ơi, cho anh xin cái tay của em. Ở đây anh em. Quân thì giống như ở trong ca hát mình có underground, thì Quân cũng là underground trong giới bò sát. Thì các bạn có muốn tư vấn gì về Bon không? Thì Quân á, tuy nhìn ít nói như vậy nhưng mà các bạn cứ nhắn tin thì tìm hiểu gì thì Quân sẽ tận tình chỉ dạy các bạn ha.
Hay quá mọi người. Không ngờ hôm nay Quân hết vậy luôn á. Rồi cảm ơn Quân. Thêm một người nữa mà các bạn khi cần có con đều có thể đã từng liên hệ qua người này. Một người anh, một người rất là tâm huyết, một người chơi bon từ rất là lâu. Một trong những người đầu tiên sinh sản được ở Việt Nam và sinh sản được những mớp rất là cao, rất là đặc biệt, màu sắc đồ mà anh ấy. Các bạn có đoán ra là ai không mà anh nào? Trung! Đúng rồi, anh Trung mà, anh Trung mà. Và thêm một người nữa, một người anh nữa. Một anh này thì chắc mọi người mà biết BM của bạn lần thì chắc biết hết. Người này là người rất gọi là có tâm huyết. Đã nói thẳng ra là từ anh em TV, Liêm, anh Trung, tất cả mọi người không quen biết nhau. Nhưng mà anh là người đã gom về để thành lập nên một cái team như hôm nay. Thì xin trân trọng cảm ơn và một lần nữa mời anh Thịnh Hiển lên sân khấu ạ. Các bạn có thể là lớn tên Thịnh ba lần luôn à. Thịnh Hiển. Rồi rồi rồi. Ai ạ? Ngồi trên sân khấu rồi thôi. Không có ai trên sân khấu nha. Đúng rồi, đúng rồi. Và bây giờ anh em trong này mọi người thấy thì toàn là những anh em ở trong miền Nam. Nhưng mà các bạn hay nghe nói là mình có một admin ở ngoài phía Bắc đúng không? Thì đây là một admin cực kỳ tâm huyết nhưng mà ít nói. Anh ấy cũng đã từng là thần tượng của rất là nhiều người. Mình sẽ giới thiệu ạ. Đâu rồi? Admin Nguyễn Tấn Vinh. Đây là rapper của Eno, các bạn biết anh ấy không? Rồi, mời anh em admin lên đây ạ. Mời anh em admin lên. Xin chào các bạn, cho em admin một tràng pháo tay ạ. Ngoài anh em admin thì bên mình còn có hai bạn nữa. Là một bạn, một shop cũng đã tài trợ một phần thưởng cho bên anh em mình hôm nay. Và là một mod của bên VN Bon Python. Bạn ấy cũng là admin của những cái group khác về bọn thái không chân. Là thêm giới thiệu Minh Lê, em Minh Lê là shop bên mình. Ngoài ra còn một bạn nữa, các bạn biết ai? Bạn này thì là LG, mà bạn đấy cũng là chơi rắn. Tuần trước ID up hẻm rắn, biết bạn này là một admin của hẻm rắn. Các bạn có biết ai không? Đúng rồi, Phát cũng là một mod bên VN Bon Python ạ. Phát ơi, mời Phát lên sân khấu để chờ anh em luôn ạ. Bây giờ đây là team của bọn mình thì mình hôm nay rất là vui. Thật sự trời mưa mình thấy rất là sợ, nhưng mà bây giờ thời tiết mà anh em tới đây ngồi dài ra tới đó luôn, bọn mình quá kính hết chỗ ngồi luôn. Thật sự rất là cảm động. Thì bây giờ xin một lời nữa là QT admin bọn mình sẽ kính chào anh em và để bắt đầu chương trình hôm nay ạ. Thì hôm nay nếu mà trong chương trình có gì thiếu sót thì mọi người bỏ qua đi. Không, bây giờ chia sẻ cho con trước đi thôi. Chắc hôm nay là các bạn mong chờ nhất là cái tiết mục bốc thăm đúng không? Nhưng mà trước khi bốc thăm thì các bạn ở đây có ai make sure là mình biết được về Bon Python là gì hết không? Thế thì bây giờ mình sẽ mời một admin lên chia sẻ về Bon Python là gì, các mẫu cơ bản. Các bạn xong chương trình này thì mình sẽ đến tiếp một bốc thăm. Các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý thì cho một tràng pháo tay lớn đi ạ. Mới hỏi một lần nữa các bạn, hôm nay đã có đầy đủ ly của VN Bon Python chưa ạ? Tí nữa mình sẽ. Ai có ly trên tay cho Bi xin đi ạ.
Thì như Bi đã nói thì bây giờ bắt đầu chương trình thì Bi sẽ cho mọi người hiểu thế nào về bom bê thần và các mục cơ bản. Thì trước tiên Bi xin mời Huy đi. Huy là một rapper trẻ tuổi thì Huy sẽ lên chia sẻ cho các bạn về bom bê thần như thế nào, ngắn gọn thôi để các bạn hiểu ha. Rồi mời Huy lên nè. Bom bê thần thì nó có khoảng hơn 4.000 mod, nhưng mà nó chia ra thành ba cái nhóm thì nó có gen lặn, gen trội. Thì trong gen trội nó có dominant và co-dominant. Co-dominant là sao? Co-dominant là có nghĩa là có super, là giống như là con pastel thì sẽ có super pastel. Còn dominant thì là không có hình thái của super, là có nghĩa là có rất ít. Có rất ít những con dominant giống như là Confusion, Spider thì không có super. Và gen lặng thì có Recessive, giống như là những con head là thuộc dạng gen lặng, có nghĩa là hai con head thì sẽ phối với nhau sẽ ra được con một con gen chậm, một con gen lặng, có nghĩa là Recessive. Có thể các bạn nghe Huy nói thì Huy nói các bạn chưa hiểu, thì bây giờ mình xin nói lại là bom bê thần. Thì trong bom bê thần các bạn hay nghe là gen chọi và gen lặng, và còn một loại gen nữa mà các bạn không để ý đó là đồng hợp chọi. Thì các bạn có biết đồng hợp chọi là gì không? Mà bạn vâng, các bạn nào biết đồng hợp chọi là gì không ạ? Thì cái đồng hợp chọi hồi nãy là Huy hay nói là cô dominant đó, thì các bạn ai trả lời được giúp Huy là đồng hợp chọi là gì? Chọi với lặng thì các bạn chắc đã biết rồi, đa số cũng biết sơ sơ rồi, nhưng mà đồng hợp chọi, các bạn có biết đồng hợp chọi là gì không? Super. Mi mới nghe bạn nào mới trả lời đó. Dạ, double super. Cái đó là mình gọi là super thôi, không gọi super, đúng rồi. Các bạn cho bạn một tràng pháo tay đi ạ. Các bạn super chính là đồng hợp chọi. Và ở trong bom bê thần ba cái gen cơ bản mà mình phân chia nhất là gen chọi, gen lặng và gen đồng hợp chọi. Thì gen đồng hợp chọi là những cái gen chọi. Thì các bạn có tìm hiểu về bom thì mình có nghe như tất cả các ngoài hòa xác đều có gen chọi và gen lặng. Gen chọi thì có nghĩa là mình từ đời F1 bố mẹ mình phối có thể ra xác suất là gần như 100% đời gen con F1 nó sẽ nhận được cái gen đó. Nhưng mà gen lặng thì các bạn phải là hai gen lặng phối với nhau thì nó mới xuất hiện được cái hình mẫu kiểu hình đó trên các con gen đời F2. Nhưng mà nếu như bạn lấy một con gen lặng mà bạn phối với một con gen chọi thì đời F1 của nó sẽ là một con hét thôi. Thì các bạn ở trong này có nghe hét, hét thì có nghĩa là hét là cái con đó nó vẫn mang cái gen đó, nhưng mà nó sẽ không xuất hiện ở kiểu hình bên ngoài. Và nếu như để xuất hiện được thì các bạn phải kiếm được một con là gen lặng tương tự hoặc là một con mang gen hét, thì cái tỷ lệ nó ra sẽ là cái đời F2 sẽ là một cái con gen lặng để xuất hiện cái kiểu hình đó. Có ai có ý kiến gì và không hiểu gì không ạ? Cái này để chia sẻ hết. Thì hôm nay á là chủ yếu là để mình giao lưu, thì anh em tới đây thì cũng muốn tìm hiểu về bon, thì các bạn ở dưới á Bi cần một cái sự nhiệt tình để các bạn hỏi, đặt những cái câu hỏi cho anh em admin trên này à. Mình đang tương tác với nhau thì cái buổi lễ nó sẽ kiểu như vui vẻ hơn. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Cho Bi xin một câu hỏi đi ạ. Hôm nay thấy nhắn tin cho Bi rất là nhiều bạn nữ xinh đẹp mà sao không có ai hỏi Bi cái nào hết vậy? Bình thường là hỏi rất là nhiều mà. Ok, bây giờ An muốn hỏi. Các bạn cho em một tràng pháo tay đi ạ. Em muốn hỏi là con chân to nhất ở đây là dài bao nhiêu mét ạ? Em tò mò thôi ạ. Đây, bây giờ em
hỏi là con chân ở đây là dài bao nhiêu mét nè, thì ai anh em admin nào có thể lên chia sẻ về kích thước về của bon cho các bạn ạ. Huy lên, anh mời Huy. Con baby từ trứng nó sinh ra thì khoảng chừng 70 tới 100 gram, nhưng mà độ tuổi trưởng thành của bo là khoảng cân nặng là khoảng chừng 1,5 kg cho tới 1,8 kg là độ tuổi trưởng thành. Nhưng mà có những con nó cái gen nó mạnh, nó ăn nhiều và nó phát triển mạnh, thì có một con mình nuôi nó đạt tới 4,5 kg, là có nghĩa là nó bự gấp khoảng 3 lần so với độ tuổi trưởng thành. Và nó sống, con đó mình nuôi là 10 năm thì nó mới lên được size đó. Còn độ tuổi trưởng thành của một con cái thì khoảng 3 tuổi. Còn con đực thì nó nhỏ hơn, con đực đạt tới cái size chừng 3 kg hay là 3,5 kg cỡ vậy. Nhưng mà con đực thì độ tuổi trưởng thành nó là 1,5 kg, và độ tuổi trưởng thành của nó là 1,5 kg, và cân nặng là phải 700 tới 800 gram là có thể sinh sản được. Trong bo python thì nó không nó không có đo về chiều dài, và nó chỉ có quan trọng là số cân nặng. Nhưng mà nếu mà độ tuổi trưởng thành của một con bo cái thì nó khoảng chừng 1,5 kg. À bây giờ Bi muốn hỏi nữa. Giang Bi à, các bạn cho Giang Bi một tràng pháo tay để Giang Bi đặt một câu hỏi đi ạ. Xin chào các bạn. Mày Bi muốn hỏi là tại vì hôm trước cái buổi hôm nay mình được ngồi với cả anh Bruno, các anh thì cũng có hỏi thắc mắc một vài là Bi nhìn thấy là các con chăn này nó có các ý hoa văn của chính đúng không? Mình là cái đẹp, cái độ đẹp của con chăn ấy là về cái cũng như là cái mức giá tiền. Tại vì mình cũng rất là muốn tìm hiểu để mình có thể mọi người đó mình có thể biết chơi ấy. Mình thấy là thường thường thì nó sẽ mắc tiền, là nó sẽ phân biệt với nhau, là nó sẽ có các tên gọi khác nhau đúng không? Thì làm cách nào để phân biệt nó về cái gọi là level của từng con ấy. Tại vì mình thấy là nhìn con nào cũng đẹp hết ấy. Cảm ơn câu hỏi của Bi nha, câu hỏi của Bi rất là hay. Và để trả lời cho câu hỏi này thì Bi xin mời anh Trung ạ. Anh Trung là người gần như là tìm hiểu và biết rõ nhất về, thì anh Trung cho em xin trả lời câu hỏi của Giang Bi đi ạ. Thì Bi có hỏi là trước đây là Bi đã có từng giao lưu với anh em mình á, là Bi biết được là ở bon python có rất là nhiều bộ gen, nhiều mớp, nhiều cái mức giá khác nhau, thì làm thế nào để phân biệt và đánh giá, thì anh có thể chia sẻ về những cái con bon mà nó từ thấp cho đến cao cho các bạn hiểu những gen cơ bản, những combo gen cao hơn tí xíu và cái giá trị nó nằm ở đâu ở trên cái combo này. Cảm ơn chú. Ok, thì chào mọi người ha. Thì về bon á thì có thể mình sẽ tạm chia ra làm ba phân khúc cho người mới bắt đầu, phân khúc cho người chơi trung bình, và phân khúc cho những người mà chơi những cái mod gọi là đỉnh cao. Thì đầu tiên là để đánh giá một con bon á, thì anh em tụi mình sẽ có một cái bộ tiêu chuẩn gọi là ba tiêu chí. Thứ nhất là con bon nó là phải màu nó phải đẹp, thứ hai là hoa văn nó phải đẹp, và thứ ba là nó phải sạch. Có những con nó đẹp nhưng mà nó không sạch, tức là các bạn sẽ thấy là ok, hoa văn nó ok đó, màu nó ok đó, nhưng mà nó rất là loang lổ, nó rất là dơ, thì nó sẽ không có đẹp ha. Đó là ba tiêu chí mình đánh giá một con bon là đẹp hay không. Thì nói về gen, nói về mọt á, thì bon là cái loại mà cái mọt hiện tại là nó nhiều nhất trên thế giới, mình không thể nào đếm được nó là có bao nhiêu mọt, và mỗi năm như vậy thì nó sẽ có hơn rất là nhiều mọt mới để mà ép vào. Ba cái phân khúc á, thì cơ bản khi mà người mới bắt đầu thì họ sẽ chơi những cái gen về màu cơ bản như là pastel nè, NG nè, spider hay là banana gì đó. Thì những cái gen đó là những gen đa số là nó sẽ quy định cái màu của bông tranh, cơ bản là nó chỉ focus vào màu thôi. Còn khi các bạn lên phân khúc nó hơi high level một tí á,
thì nó sẽ focus thêm về phần hoa văn. Ví dụ là các bạn có thể chơi cloud nè, có thể chơi những cái gen như là bay nè, đó là những cái gen gọi là, có thể là mọi người sẽ đánh giá là những cái gen 1K nha, bản chất cloud với bay bây giờ nó chỉ là những cái một trung bình. Và khi các bạn lên tới những cái gọi là những cái phân khúc mà gọi là cao cấp hơn á, thì đó sẽ là những cái combo gọi là cực kỳ phức tạp. Nó có thể là cloud bay, nó có thể là desert god, desert god cloud, hoặc là bombay, hoặc là batman, thì nó sẽ là tổ hợp của rất là nhiều gen và cái giá trị của nó là thực sự là rất là cao. Thì nói về giá thì có thể là nó sẽ hơi không có hay, nhưng mà khi các bạn mới bắt đầu á, thì bôn anh nghĩ là các bạn mới bắt đầu có thể đầu tư ở mức là từ 10 triệu trở xuống là dành cho người mới bắt đầu. Và những cái bạn thật sự là muốn chơi sâu á, thì các bạn có thể đầu tư những cái con khoảng một phút từ 50 triệu trở xuống. Và những cái con thật sự là mình đam mê như anh em VN Bôn của mình thì nạp kẹt rất là nhiều. Thì những cái con đó thì giá nó rất là vô chừng, từ 100 triệu tới lên, hoàn toàn là các bạn có thể mua những con giá trị như vậy. Ồ, cảm ơn các bạn. Ok, bây giờ vừa nghe em Trung chia sẻ xong là anh Nam. Anh Nam thì là một gọi là một idol của Iguna rồi. Bây giờ anh thấy Bon anh mê quá rồi. Bây giờ anh muốn đặt câu hỏi luôn nè. Bây giờ anh Nam hỏi. Bây giờ Bi hỏi các bạn nè. Anh Nam hỏi á, thì các bạn muốn admin nào trả lời nè. Các bạn admin hồi nãy á, thì các bạn muốn admin nào trả lời cho Bi xin một cái tên đi ạ. Nó mới hấp dẫn. Anh Thịnh đúng không ạ? Anh Thịnh. Anh Nam hỏi thì anh Thịnh trả lời. Ok, đầu tiên là hôm nay mình rất là vui và vinh dự khi mà được anh em admin mời đến đây tham dự cùng với mọi người ha. Rất là cảm ơn team VN One By Thành và chúc cho cái phong trào của mình ngày càng phát triển tốt hơn, phát triển sâu hơn. Thì trước đây á, mình rất là yêu động vật ha. Trước đây mình nuôi cũng rất là nhiều dòng bò sát, thì trong đó đã từng nuôi Ball Python nhiều năm về trước rồi. Tuy nhiên là lúc đó mình đam mê cái hoa văn, cái màu sắc của nó thôi, thì mình cứ sưu tầm về, cứ nạp kẹt nuôi về mà không có hiểu về cái điều kiện sống nó lắm. Ví dụ như về độ ẩm, về nhiệt độ, cho nên lúc đó mình nuôi nó không có hiệu quả, rất là dễ bị những cái bệnh về phổi, thở là ra bong bóng rồi luôn đó. Xong rồi sau đó một thời gian thì mình không có tiếp tục với Bon nữa mà mình chuyển qua mùa kẹt và Igu. Thì hiện nay mà thấy phong trào anh em đang xây dựng phải nói là rất là bài bản, rất là hay, rất là chi tiết ha. Ngoài cái chuyện là rất là chịu đầu tư nạp kẹt để đem về những cái dòng độc lạ, thì anh em còn đọc rất là nhiều kiến thức, cũng như là sẵn sàng chia sẻ cho những anh em newbie có thể tham gia vô cuộc chơi này. Thì qua đây thì muốn anh em admin Thịnh chia sẻ với mọi người là nếu mà nuôi Ball Python với cái điều kiện khí hậu thời tiết của miền Nam mình đó, thì cần phải lưu ý cái gì để tránh cho bén bị bệnh và có thể giống như trường hợp là không có bị bỏ ăn nè, rồi khỏe mạnh rồi này nọ các thứ. Ok, cảm ơn Nam câu hỏi. Mình xin chia sẻ luôn là Ball Python mà nó bỏ ăn là cái chuyện rất là bình thường. Con đực nó có thể bỏ ăn được tới một năm luôn, cho nên mình đừng có quan tâm nó ăn hay không ăn, miễn nó không bệnh là được. Điều kiện ở miền Nam á, thì nuôi nó rất là ok. Mình có thể nuôi trong máy lạnh luôn, buổi tối tầm khoảng 25 độ, sáng 28, 29 độ là bình thường. Mình con bên máy tầm nó chỉ bệnh khi nào mà cái điều kiện nó ẩm mà nóng quá. Ví dụ mà nó đái trong cái khay mấy ngày trời á, mà nó hầm cái hơi lên là chắc chắn nó sẽ bị phổi. Còn phải thì nó ít cái bệnh lắm. Hoặc là nó ăn chuột, khi mà chuột mà đông lạnh mà không đã đông mà sạch á, không đông nóng hết á, thì ăn chắc chắn nó sẽ bị tiêu hóa. Cho nên mà tốt nhất là mình cho ăn chuột sống, mà chuột xay vừa thôi, không cần bự quá là con bò nó sẽ không bệnh. Mà nếu con bò nó có bệnh á, thì hồi xưa á, mình chỉ có lên mạng mình tìm hiểu là mình mua thuốc đại cho uống thôi, chứ mình không có đem bò đi test hết. Mà sau đó mình trả giá rất là đắt luôn, mình mới chơi luôn, mình mua những con khá mắc tiền. Giờ nó bệnh xong cũng hỏi anh em trên mạng thuốc, rồi xong nghe lời anh em chích hết,
đó, sau đó mình mới rút ra kinh nghiệm là Việt Nam đã phát triển rồi, hỏi bon mà bị bệnh cái gì mình đem nó đi xét nghiệm hết, coi nó nhiễm cái gì mình test kháng sinh đồ, là coi nó hợp với thuốc gì mình cho uống luôn là hết. Bây giờ bon nhà mình hay bon của anh em luôn, hỏi con nào bị bệnh đưa qua mình trị đều hết, trừ có một số con mà nó nặng quá mà nó không hồi được thì mình bó tay thôi, còn mà nó mới khỏi hay là nó mới tiêu hóa là uống mình hết bình thường. Con bon mà bình thường mà nó đi cái phân á, mà bình thường nó đi cứng lắm, nó mà đi sọt 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 ra là chắc chắn nó bị tiêu hóa. Lúc đó anh em cho nó uống men là chừng 2 lần nó thải hồi được, khi mà nó bị nặng quá thì mình mới uống kháng sinh thôi, thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Mà bon thì nó rất ít bệnh, nuôi bon nó nhàn lắm, có thể một con nó thể bỏ ăn, như mấy con nhà mình có thể bỏ ăn 3 tháng tới 5 tháng thì chỉ bình thường, mà nó quan trọng chuyện đó, nó càng bỏ ăn á mình càng đỡ tốn tiền đó. Đúng rồi, nó bỏ ăn mình đỡ tốn tiền, tại vì con bon nó mập quá không tốt. Con đực á tốt nhất là cho nó dưới 1 kg là hợp lý, con cái thì nó có thể 2 kg hoặc 3 kg, tại khi mà nó đẻ xong thì chắc chắn nó bị giảm tới 500-700 gram rồi thì nó sẽ mập lên từ từ. Ở con đực á thì mình đừng có cho nó mập quá nó sẽ bị làm biến phối với những con khác, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi cảm ơn. Em xin hỏi một cái là anh Nam có đồng ý câu trả lời của anh Thịnh không ạ? Mình rất là đồng ý luôn, tại vì mình hoàn toàn tin tưởng vào những cái kiến thức của anh em hiện nay luôn. Thật sự ngày xưa lúc mình chơi thì mình không biết hỏi ai hết, rất là ít. Tất cả mọi cái giống như Thịnh nói là nghe chỗ này nghe chỗ kia cứ về áp dụng thôi, và đôi khi là nó khi mình áp dụng sai á nó làm cho cái con bé của mình nó chết nhanh hơn nữa, đáng lẽ nó sẽ chết từ từ, nửa tháng sau mới chết, cho uống thuốc sai cái nó chết liền luôn. Cho nên là hiện nay thì anh em tìm hiểu rất là kỹ lưỡng thế này rồi, thì thật sự là rất là vui luôn khi mà cái anh em có thể biết nhiều cái kỹ thuật cũng như là những cái cách chữa trị khi mà các bé bị bệnh, thì đó là cái điều rất là đáng mừng. Và có thể là trong tương lai gần đây mình sẽ coi như là tham gia vô lại Bon Bay Thành luôn. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi, cảm ơn anh Nam ạ. Thì nãy giờ Ok các bạn, đấy là buổi off ngày hôm nay chúng ta đã tạm ngưng ha. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị vô chụp hình một cái tấm để chung giao lưu luôn. Thì nãy giờ chúng ta vừa được coi bếp nè, vừa được chia sẻ kiến thức nè, vừa được đặt câu hỏi và giải đáp. Sau đó còn có chương trình văn nghệ của một cái bài hát gọi là huyền thoại luôn ha, thu cuối của Danh Bi và Mr. T. Rất là vui, rất là sôi động luôn. Thì hy vọng là những cái giây phút vừa rồi á là có thể giúp cho các bạn thư giãn ha. Các bạn nào ở xa không thể tham dự được buổi off này thì cũng có thể hòa chung vào cái không khí này đó. Thì qua cái clip này và bạn nào có cái niềm đam mê với bò sát, với Bon Bay Thành thì có thể comment bên dưới hoặc là inbox cho mình sẽ giới thiệu các bạn vô một cái group chơi rất là chia sẻ, rất là nhiệt tình luôn, rất là vui luôn. Ok các bạn, để mình đi rủ rê ra ai đó hết đất rồi. Anh Nam vô mình chụp tấm hình đó. Ok thôi. Chụp tấm hình hả? Chắc đông quá. Thôi, bye bye mọi người nha, thiếu nợ đi. Ở đây giờ đang kín chỗ hết, không có chỗ nào hết đất luôn. Bye bye mọi người.